Sau 2 ngày 3 đêm vận chuyển, 15 tấn hàng hóa cứu trợ của Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã được Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận thành công. Tình cảm sẻ chia, yêu thương từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân Bình Dương gửi gắm trong từng món hàng đã được trao gửi đến người dân ở địa phương bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Chuyến hàng bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì gói, xúc xích, sữa, nước suối, bánh ngọt, quần áo mới, mùng mền gối, giày dép, thau nhựa cùng các loại thuốc y tế. Đây là chuyến hàng thứ hai mang ý nghĩa kết nối nghĩa tình của người dân Bình Dương đến với đồng bào miền Bắc đang bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Chuyến hàng đầu tiên của Hội chữ thập đỏ tỉnh được gửi đến tỉnh Lào Cai với tổng khối lượng 20 tấn. Bên cạnh hàng hóa, trước đó, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trao tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng số tiền 3 tỷ đồng để tiếp sức cho chính quyền và người dân địa phương sớm khắc phục hậu quả sau thiên tai